Jay? Winners don't do drugs, really? Is that it? Those fields you burnt, they weren't just drugs. They were books. They were medicine. Oh, damn it, we could have built a proper clinic. But no, Sabal says drugs are bad and you torch a fucking future! I don't think you understand. I'm sorry. Did I speak out of turn? Should I walk 10 feet behind you with my head bowed? You really? Didn't see Kirat before the war. I was 6 years old. My parents told me I had to marry. 6! That's the world Sabal is pining for. Just saying. Look, Sabal is not everything he pretends to be. If he was so concerned about his tradition, why didn't he ask you to protect the statues of Kira? What? The Kira statues. Paul's trying to destroy them as part of his campaign to turn the people against the Golden Bar. Right now it's the last thing we need. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm tựa game Far Cry 4. Thì sau một thời gian mình không chơi tựa game này, mình đã quyết định quay trở lại với tập 5. Thì mình cố gắng sẽ làm xong tựa game này càng sớm càng tốt. Thì vừa qua mình cũng đã vừa mới hoàn thành xong tựa game Assassin's Creed Unity. Và trong tuần vừa rồi thì mình khá là bận một số công việc như học hành này nọ rồi thi cử, cho nên mình chưa có quay được là nhiều. Mặc dù là vậy, mình cũng có quay sẵn một số clip rồi, nhưng mà thực sự là chưa có thời gian để edit rồi hoặc là tùy chỉnh sao cho các bạn dễ coi nhất. Như hôm nay thì mình đã quay trở lại với clip mới. Đây là Far Cry 4 phần 5 nha các bạn. Hiện tại là lần trước mình làm tới cái nhiệm vụ kia rồi, thì giờ bây giờ mình sẽ làm tiếp cái nhiệm vụ này. Thì sau khi làm nhiệm vụ phụ của thằng Yugi á, thì nó lại dẫn mình đến một nhiệm vụ khác. Đây là nhiệm vụ chính, main mission. Nhiệm vụ chính đây là của con nhỏ Amita hoặc là thằng Sabon thì mình đang làm đây. Phải đi chèo lên cái này nữa. Thì cũng hôm qua là mình vừa một đọc tin là của bên anh Hiếu Béo Channel vừa mới tạm thời nghỉ. Thì các bạn cũng không nên hoảng, tại vì theo anh Hiếu là anh Hiếu vẫn chưa nghỉ đâu các bạn ạ. Thì anh chỉ có đang khá là bận trong một thời gian hiện tại thì tạm nghỉ thôi, cho nên các bạn cũng cần phải thông cảm cho anh Hiếu Béo. Thì mình nghĩ là anh Hiếu Béo sẽ sớm quay trở lại thôi. Và thôi để mình tập trung vào tựa game này cái đã. Ok, chúng ta lên tới rồi nhé. Để xem có thằng ở đây nè. Đứng canh cửa. Cái gì vậy? Cái gì mà tự nhiên mình bắn thằng nó xong cái nó sập luôn rồi. What the fuck? Nãy bấm nhầm R1 nữa chứ. Nó chọi đủ thứ trò ra. Bên này có hình như trên phía trên nó có người. Ôi, nó xuống tới đây, nó biết mình ở đây luôn, vừa rồi vậy. Hai thằng luôn. Ủa, nó cầm shotgun nữa, cái shotgun nó bắn thốn. Ôi. Mình nhắm, ôi trời, vậy mà bắn hụt không tin được. Ủa cái gì vậy, nó vừa kích hoạt cái gì hay sao ta. Còn 4 phút mấy nè. Ôi. Trời, hồi quá nãy này mình còn đem cái dao. Chứ thằng đó mà bắn thôi một phát nữa mình đi chắc luôn á. Nó cầm shotgun nó bắn một phát mình cũng đã bay hết rồi, gần 3 phân máu rồi còn gì nữa ta. Ủa sao đông thế. Lại shotgun nữa. Ôi, hết đạn vừa là thế. Ui, thằng này cầm dao. Ui. Chú cứ tỉnh. Nó có phải nhiên cộng nhận thằng cái thằng này nó cũng dai máu lắm, với lại nó chỉ cần ví dụ như dính bom, dính đạn vậy, chỉ cần ngồi bẻ tay bẻ chân rồi dán tới dán lui là một hồi là full máu đi lại bình thường, nhưng không có chuyện gì đây xảy ra. Ui, tụi nó đông quá. Để mình đợi nó chạy xuống hết rồi mình đi lên luôn rồi. Còn tới 4 phút mấy lần mà. Vừa như có sniper nữa. Vừa mới nói xong là bị sniper bắn một phát luôn. Vừa là... Ui, hết cơ hội. Ok, trên này có ai nữa không ta? Hồi nãy là mình để cái súng ngắm ở nhà rồi. Mình đem theo cái cây súng khác. Cây gì đó mình cũng chả rõ nữa. Nhưng mà hiện tại là mình không có đem súng ngắm, mình cũng chả biết làm sao để giải quyết cái thằng sniper ở trên. Mình nghĩ là mình chắc phải đi từ đây lên tới đó luôn. Hồi nãy thì mình cũng có mua cái thuốc để tăng máu nhanh á. Mà thực sự thì sải mình cũng xài hết trơn rồi, cho nên thôi kệ, làm từ từ nó cũng được không sao. Ui, sniper, để mình đi đường tắt đường. Đường bên ngoài chắc là sẽ không thấy mình đây đâu. Ui, cái thằng nó làm gì, nó nhét gì vô tay nó.
cứ mỗi lần cứ bị vậy là nó cứ bóc cái gì ra, tháo cái gì ra rồi dán rồi băng tay lại tùm lum la hết. Ôi sniper kìa, phải không ta? Rồi nó sniper. Ôi headshot quá hay. Ôi ngay đây có mấy thằng, hai thằng luôn. Rồi là ôi một phát chết hai thằng luôn, mấy bữa thiệt. Chúng ta cũng gần lên tới rồi. Thì mấy bữa nay á là bên thành phố Hồ Chí Minh á, thực sự là kiểu như là trời thời tiết rất là khá là lạnh này, với lại này nọ thời tiết thay đổi đột ngột cho nên đâm ra cái em mình bị đau họng, rát họng nữa. Rồi đâm ra cái giọng nó cứ sao sao cho nên các bạn cũng thông cảm. Thì chắc là mấy bạn cũng có vài người bị thì giống như bạn, mấy đứa mình cũng có mấy đứa bạn cũng bị y chang như mình. Là cũng khan cổ họng rồi cũng nói khan ra tiếng luôn. Hôm qua nói mắc cười lắm, nói kiểu như nói không nên lời á. Mình cũng tính quay game rồi nhưng mà kiểu như nói không nên lời, nói cứ như là é nghe mắc cười lắm. Mà bằng bạn quay kêu mày mà quay game mà mày nói cái giọng nó mới bựa. Phải công nhận là thì hôm nay nó lại đỡ hơn tí, chứ không giọng hôm qua mình kiểu như mình thàn khàn đến nỗi mà mình nói không lên được tiếng luôn. Ôi mà đầy súng đạn nhiều quá. Phải nói là cái cây này khá là bá đạo. Mới bắn một phát là nó nổ khúc dưới luôn. Nổ đù. Phải nói thì tới bây giờ là mình vẫn còn khá là khàn cổ họng. Nói hôm qua là mấy em không ra tiếng rồi cho nên các bạn cũng thông cảm cho mình tí. Nhiều lúc mình nói thì kiểu như cũng không rõ, nói nhanh này nọ vân vân, nhưng mà mình cũng nói, cố nói rồi giọng thì nó cũng đỡ hơn tí. Thì chắc cũng phải uống thuốc rồi. Ok. Headshot. Mấy này kiểu như lính á, reinforcement. Mình thì phải đợi cái đám kia nó tới cứu. Fuck you bitch. Quá đẹp. Quá nhanh, quá nguy hiểm, một phát ba đứa luôn, multi kill. Coi thằng ở đây. Đi xuống. Vậy. Thằng nào cho nó cái gối ngủ coi. Ui. Hai thằng này nó show nhau. Mình bắn dí theo nó cái kiểu như lúc cái em mà xí nó cũng có vấn đề hay sao. Nhắm theo nó cái bắn đi theo cái không chút được viên nào cái nó lùi lại chứ. Ôi trực thăng. Ủa có thằng sniper đó nãy giờ nó đi tới đây mình cũng không thấy nữa. Nhưng mà chắc cái này phải là RPG đã bắn cái trực thăng mới được. Ủa cái gì vậy, như có sniper thì gì đã bắn á. Hồi máu cái này. Có thằng ở đây. Đúng tỉnh luôn. Cầm dao mà đi bắn dưới xuống kiểu như lấy trứng chọi đá vậy ba. Ok, còn thằng ở đây nữa, nó mình giết cái thằng này cái đã. Này thì nhìn, đứng ở trên đây mà nó đi tìm đâu đâu không. Giờ mình phải có cây RPG. Ở đây nè. Hồi nãy là mình cũng có đem cái súng ngắm rồi ta. Wow, shit, quá đẹp. Nói mình cũng có đem cái súng ngắm mà sao mình không lấy ra xài ta. Ôi, cái thằng này. Hết máu. Ôi, mém xíu là chết. Ồ có thằng này tới đây luôn mới ghê chứ. Thằng này đúng tỉnh luôn. Cũng may là khu này nó nhiều đạn rồi, nhiều cái cho mình sử dụng. Đạn thì cũng đầy nhóc ở đây cho nên cũng không sợ là mấy. Vấn đề là tụi nó lên bất ngờ nhìn nhiều quá mình không kịp trở tay. It's done. Thank you brother. Those statues are why Kirat has a name. Now it's time to light the braziers to remind everyone that Kira is watching over them. Sabal, how the hell do I get up to the braziers? Climb, brother, climb. Ok, bây giờ để mình kiểm tra cái thằng này cái đã. Nhiệm vụ của mình bây giờ là phải thắp sáng cái gì đó mình cũng chả rõ nữa. Thì tiền giờ mình cũng được có khoảng 100 mấy ngàn rồi. Thì cũng đủ mua vài cái súng hoặc là một số đạn dược gì đó. Ok thì nó có 3 cái, một cái bên trái, một cái bên phải với một cái bên kia nữa. Té xuống mất máu và là thật. Ủa, nó nằm đâu ta? Ý, à đúng rồi, nó nằm ngay trên bàn tay của bức tượng nè, đem 2 cái luôn. Hồi nãy mình nhìn sao thành 3 cái hay thiệt luôn á. Nhiều lúc không tập trung cho mấy đâm ra cái chơi nhiều lúc nhìn lộn cứ tưởng là gì đâu không à.
Ok, ngay đây có một cái để mình móc nó lên đây nè. Chỗ này chỗ đường lên duy nhất rồi. Thì nếu các bạn nào thấy mình tại sao là mình chơi mission rất khá là nhiều và tại sao không bỏ một cái menu nhiệm vụ thường hoặc là làm những cái gì cho nhiệm vụ phụ thì mình thật sự là tại do là cái này là walkthrough cho nên mình tính là mình sẽ khoan nãy từ đó, bây giờ mình nhảy qua khúc này nè. Nãy mình cứ tưởng là mình té rồi chứ. Thì mình tính là mình chỉ là walkthrough thôi. Là mình chỉ đi qua là làm hết cái nhiệm vụ mà hiện tại có trong game, rồi đi theo cái nhiệm vụ chính main mission thôi. Còn upgrade này nọ hoặc là đi mở rương rồi đi săn bắn thú vật hoặc là nhiệm vụ phụ thì thật sự là mình không có làm. Và mình thật sự là để cố gắng hoàn thành game nữa. Ok, ôi cái gì vậy? Tiện cái đứa nào thấy mình thì mình chạy vô đây đó. Pháo, đạn, rồi đây có gì đây ta? Thì sắp tới tháng 2 là cũng có khá là nhiều game mới hay. Thì để coi như thế nào đó. Mình cũng chưa rõ là mình sẽ chơi được game nào. Nhưng mà trước mắt là mình nghĩ là mình sẽ chơi được game một rồi là game kinh dị. A going away party at his compound. He's vulnerable there. He likes to ship in his meat from a nearby village. That is your way in. Once you're inside, sneak into the interrogation room. His guard will be down. Và hình như là theo cái nhiệm vụ mà nãy mình nhận được đó là cái bà đó, cái bà gì Nor gì đó đó, thật sự là bà bị con của bà hình như là bị thằng Pagan Min nó bắt. Thì bây giờ có lẽ là mình phải xâm nhập vào tụi coi chuyện tụi nó thấy tụi nên mình chạy là khúc này rồi. Thì mình phải xâm nhập vào cái chỗ này để mình đi theo tụi nó, rồi chắc là cũng lần một số địa điểm gì đó để nghe đây có một thằng. Mình có nên gì đó không ta? Kiểu như mình để mình đi tìm thằng Pagan Min á. Chắc là giờ mình nghĩ là chỉ mới đi tìm cái manh mối mà thôi chứ. Còn về một số thông tin của thằng Pagan Min thì chắc mình cũng chưa rõ đâu. Mình cũng muốn trả thù sớm lắm chứ. Nhưng mà cái bà đó cũng khó tin lắm. Thì quay trở lại với vấn đề hồi nãy thì mình tính là mình chỉ chơi một thử game kinh dị vào tháng 2 tới, thì nó vừa ra mắt game mới luôn đàng hoàng. Khá là hay. Thì có tựa game tên là The Order 1886. Kinh dị thôi là bắn súng. Góc nhìn thứ ba. Với một cái là Dying Light. Dying Light thì mình vẫn chưa rõ là mình có nên mua hay không. Nhưng mà chắc là mình sẽ mua để mình làm vài tập thôi. Chứ mình nghĩ là mình sẽ không làm hết tựa game đó. Tại vì mình cũng không có hứng thú với zombie cho lắm. Ok, để mình lên cái này kia. Nghe đây có một thằng ở đây. Sabal, I'm going after Paul. Capture him if you can, brother. I want him to pay for what he's done to Kirat. In fact, a lot of people keep disappearing from nearby villages. So if you find anyone alive inside, help them escape. But go in quietly. Và nó là cái nhiệm vụ này khá là khó. Lần nãy giờ mình cũng phải đi chơi lại cũng khoảng vài lần thì mới qua được cái chỗ này. Thì đây là mình cũng vừa mới đi lại nè các bạn. Thì giờ mình phải đi cẩn thận hơn tí. Có thằng bên tay phải rồi. Hồi ngay đây có sợi dây nè để mình bám nó lên nè. Thì cái kiểu nhiệm vụ là mình phải giải cứu con tin nhưng mà phải làm trong im lặng hết. Không để cho
ai phát hiện ra mình, nếu như phát hiện cái ông gì đó, ông sẽ kiểu như bỏ chạy hay đó, là kiểu như phát hoảng là ui ngay đây có một thằng. Còn nó đi rồi, chắc là sao không thấy mình đâu. Chắc là mình lên được, còn nó đi, chắc là nó đi hướng khác rồi. Ờ, khúc này báo lên được nè. Để mình trèo lên. Ồ, nó đi đúng rồi, nó đi rồi. Mình tránh đi ở phía bên ngoài vậy, bên đó nó có đèn sáng này nọ. Chứ là tụi nó canh nữa. Ui, ngay đây có thằng. Để phóng dao cái đã. Mình phóng quá hay. Tại vấn đề là mình thích xài dao chọi vậy, nó thú vị, kiểu như là các bạn có thể giết được một thằng gì đó mà rất là nhanh, mà không sợ mất gì cây dao nhiều. Kiểu như bạn chọi xong rồi các bạn rút nó lại, nó dễ dàng hơn. Mà nó là tiện hơn, cái là khá là nhanh và gọn nữa. Nhìn nó thú vị hơn là cung nhiều, cho nên kiểu như mình cũng thích chọi dao hơn là bắn cung. Và mém rồi tụi nó thấy hơn là mình chui vào cái bụi cây á. Và là ok, thì cái chỗ mà nó giải phóng con tin nó nằm bên phía trên. Mà đi trái của mình, để mình đi từ từ ra, mình cũng không dám đi nhanh nữa, sợ tụi nó nghe. Vừa nói xong có thằng ở đây. Này thì đứng đó mà sưởi ấm nè. Một phát ngay lưng. Nằm gục ra luôn. Ngay đây có gì? Ờ, hình như ngay đây nó có cái hộp đạn nè, để hồi đạn nè. Ammo for shotgun nè. Mình cũng ít xài shotgun lắm á. Nó là cái súng lục của mình, nhưng mà mình không có thích xài cái súng lục đó cho lắm. Nhưng mà phải nói cái súng lục đó đam rất là cao, kiểu như các bạn cần gì cấp bách á, bắn một phát là lên dĩa liền. Ui, đâm đi từ từ ra. Tụi nó hay ra bất hình lành lắm, cho nên phải thủ sẵn có con dao ngay đây. Dao nhìn khá là thú vị. Có đạn bên đây không ta? Thường mấy cái chỗ giải phóng con tin thì thường có mấy thằng lính. Để mình coi cái ra. Ui, sao cái cửa này nó mở luôn rồi. Bên đây không có ai hết á. Ok. Đi nhanh. Thời buổi khó khăn mà. Chạy càng nhanh càng tốt. Xuống. Ôi, ngay đây nó chặn rồi. Không xuống được. Mình mặc dù là mình ngồi xuống rồi, nhưng mà không ra được chỗ đó. Ok, để mình tìm chỗ thoát ra cái chỗ này rồi đó. Còn một đứa nữa. Để mình đi tìm luôn. Nó nằm tốt bên kia lần. Giờ vấn đề là tầm sao mình lẻn một khúc đó mà không. Ui, hết cơ hội. Bị thằng nào phát hiện ngay lúc này chắc là chơi lại từ đầu á. Để đi từ từ chậm rãi mà chắc ăn. Không nên nhanh quá mà cũng không nên kiểu như là không có stealth, nó sẽ dễ bị phát hiện hơn nhiều. Đi từ từ tụi nó sẽ không phát hiện ra. Ok, chúng ta phải làm cái này phải kiểu như là một cách nhanh gọn và tiện. Ui, ngay đây có một thằng. Để mình dọn ngay mông nó cái đã. Vỡ mông. Ôi, nó đứng trên không, ngồi trên không luôn mới tục chứ. Trời ơi, cái vỡ mông. Chứ cái cửa này mở được không ta? Rồi, không mở được rồi. Để mình tìm chỗ khác coi. À, phải trèo lên đây, trên đây nó có cái cửa. Ôi, cái thằng này. Để mình chọn ngay mông nó cái đã. Cái thằng đàn bà. Và là... Ôi, mình chọn mông thằng này mà bà này bá ôm mông quá. Và là... Chạy đi mấy ba. Nhanh lên. Giờ cái nhiệm vụ mình là đi đâu nữa? Mình giải phóng hết con tin rồi. I freed some prisoners. Good. Every person you save is another soldier for the cause, brother. Now finish what you have to do. Bây giờ là mình phải đột nhập vô cái ông chỗ cái văn phòng của cái ông Deep Blur gì nè. Tên thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà chắc nằm đâu đây thôi, tại vì nó cách khoảng có mấy 69m nữa, và là khoảng 69m nó lộ tới rồi. Ok, chắc cũng đâu đây thôi chứ cũng không đi xa đâu. Hôm nay chắc là tiến sĩ gì lên đây. Kiểu như nãy mình chơi là kiểu như nếu mà mình làm rối loạn lên á, ông sẽ phát hiện ra mình. Ui, bình tĩnh, lấy dao ra cái đã. Mình còn đúng một con dao. Hai the body. Nói thật sự là nhiều lúc mình cũng không có thời gian để giấu ba cái kiểu như xác này nọ đó lắm, cho nên mà cũng đâu quá quan tâm đâu, cho nên cũng nhiều lúc cũng không có xoắn cho lắm. Và nó ngỡ thằng rồi, nếu mình trèo lên đây mình không biết có bị phát hiện nữa không ta. Mình nghĩ là đi theo cái đường này nó tiện hơn, tụi nó chắc là sẽ không biết mình ở đây. Bây giờ tụi nó đang quẩy nhìn bữa quá. Và là đứng nhảy cứ như là HKT á. Ba thanh niên hội HKT. Ôi, sao nhiều tiền vừa lờ nó ra. Ôi, có thằng chết ở ngay đây.
ngồi nha, mình dí nơi nào ta? Giờ cái khu của ông nó nằm ở phía bên trên rồi. Giờ có nghĩa là mình phải đi qua cái chỗ đám của thằng này chắc là mình lẻn được lên trên. Tại vì ngay đây nó có một cái cổng ngay đây nè. Cái cổng đó thì chắc là lên tới chỗ của ông đó luôn, nhưng mà nó đứng chắc vậy sao mình đi tới lên ta? Đúng là mấy thanh niên nhảy quẩy vãi liền thôi. Sao coi cái thằng đứng giữa nó nhảy nhìn bựa thiệt luôn á. Đứng nhảy cái như đúng rồi. Vâng đúng rồi, sau một cái khoảng thời gian mình đi mò lại cái đường đi á, thì giờ là không có đường đâu đi nào hơn. Mình nghĩ là chắc mình phải đi theo cái hướng này lên trên núi thôi. Ui, trời, sao nãy giờ mình không nghĩ ra cái sớm cho nó lên được này, chứ phải là nó không lên được đâu ta. Nãy mình cứ tưởng là do là nó trên núi nó chặn mình rồi mình không có lên được. Thì đây chỉ một cái đường duy nhất thôi, nãy mà giờ mình check lại rồi thật sự là không có đường nào khác nữa. Có nên không ta? Mình nghĩ là mình đi cửa sau đi, chỗ đó có nó có đèn cũng không nên đi vào mấy chỗ đó như thế. Sợ bên đây có ai thôi chứ không có gì hết. Chắc là nóc nhà thì cũng được, cũng hết cho đảm bảo an toàn vậy thôi chứ không có gì hết á. Ui, cái này có đường vô nè, hên quá. Để mình mở cái tủ kia đó xem mình có tiền hay gì để mình coi. Ui, heroin và là vải thanh niên. Có hôm mình mở ra mình còn thấy cả condom nữa. Tới checkpoint rồi. Ôi, chuột chạy đâu mà một lắm thế. Ông này không làm gì trong đây mà sao dơ mà máu me không. Amazing! Good girl, are you getting ready for bed? Did you brush your teeth? For at least 10 seconds? That's my girl. Gonna give your mom a big kiss for me? Well, you know, she gets lonely when I'm not there. You are the lady of the house. Of course, now you know daddy has to work, so... A gift? Sure, sweetheart, what did you want? A ring. No, I don't think I've seen anything like that for you, sweetheart. I'm sorry. What else would you like? A necklace. Oh, a gold necklace. Well, actually, I think I see the exact thing. Yes, of course, it is shiny. Now listen, Daddy has to work, all right? So I have to go. I love you too. Yes. Kisses, kisses. Don't let the bed bugs bite. Okay. I apologize for that. It's my daughter. You were here on time, and I was not ready. No disrespect intended. You? Mình vừa mới quánh gục ổng luôn rồi. Giờ cái nhiệm vụ của mình là phải chết mẹ. Phải đưa cái ông này ra ngoài. Thực sự là mình không biết nên là lôi ổng đi đâu nữa. Nhưng mà mình nghĩ chắc là đem ra tới bên ngoài là tính tiếp thôi chứ sao giờ. Ngay chỗ này đi, ngay chỗ này. Thì mỗi lần mình khiêng ai đó là mình chỉ đem được cái súng lục thôi. Drop body. Cái gì? Phải đem cái ông này ra cái chỗ vị trí cái xe. Ở vị trí cái xe nó nằm tốt đằng kia. Cái cửa này bị chặn rồi, giờ đi đâu vậy? Đâu có trèo lên được đâu ta.
Ok, bó tay này chắc giùm. Mình nghĩ là mình nên làm liều đi, phóng ra ngoài chung luôn, gặp nào bắn nấy thôi chứ sao giờ. Có đèn ở đây nữa, mình cũng không rõ là mình nên đi đâu nữa. Nhưng mà để mình check lại cho đã. Cái mấy cái chỗ này mình không có trượt được xuống phía dưới hay là làm cái gì nữa. Giờ có nghĩa là mình nghĩ là mình được vào đường chính là mình phải làm Rambo gì đó thôi. Xuống cưng, để đi tìm hiểu cái đã. Quanh đây sao tụi nó gắt mà tụi nó đông lắm. À, mình đi cũng khá là khó. Vô đây tới đây tìm được cái ông này, nhưng mà thật sự là giờ kêu ổng đem ổng ra thì thật sự là không biết nên đem như thế nào. Vác một mình mà mình chỉ cầm sùm được cái súng lục này thôi. Thôi, làm liệu luôn cho rồi. Ôi ôi, tụi nó vẫn không thấy mình ở đây. Hên quá. Mình nghĩ là mình nên đi cái đường ngoài vòng như thế này, chắc là tụi nó sẽ không thấy mình ở đây. Này, một cái đường để mình vô nè. Ủa, cái gì vậy? Sử dụng được ta? À, phải ngồi xuống, quên. Ôi, thằng kia nó nhìn chắc nó sợ nó phát hiện thôi, giống gì hết á. Mà không sao, mình đang cầm cái shotgun này cũng khá là bá đạo rồi. Nói chung là không sợ nào hết. Ôi, mình vừa mới đứng lên là tụi nó thấy liền, công nhận tụi này mắc lắm. Mắc như mắt đại bang á. Ôi, tới giờ chạy, nó thấy mình rồi. Thật sự là mình cũng đang cố đè nó chạy này nè các bạn. Ôi, tránh đi. Tụi nó phát hiện ra mình nè. Thì mình cũng cố gắng bấm nó chạy, nhưng mà vấn đề là kiểu như mình đang khiêng ra, không thể nào chạy được. Từ rồi, để mình bắn bên kia rồi mà hồi máu đó, rồi mình bưng cái ông này lên đi tiếp. Đứng đó mà nhìn. Ok, xong. Đứng dậy đi tiếp nào, đi tiếp. Phải bưng cái ông cha nội này ra ngoài nữa, nhưng mà thật sự là có bấm nút chạy nên nó cũng không thể nào chạy được. Mình đi ra giữa đèn luôn, đúng là nổi quá mà. Mình đang cố gắng tìm cái đường ngắn nhất để ra tới cái chỗ cái xe đó. Mà kiểu như tránh xung đột à. Kiểu như tụi nó kệ mẹ đi. Chứ sao tụi nó cũng biết mình ở đây mà. Biết đâu, phải xoắn. Mà cũng gần tới rồi. Nhanh lên nào. Quất luôn, xuống luôn. Chúng ta tới cái chỗ cái xe ngay ban đầu rồi chứ. Thế mà ảo. Vô cốp nằm cưng, vô. Nhanh, nó dí bây giờ. Vâng, không nhìn mình cũng tỉnh lắm á. Lái xe vô tới tận trong nhà của nó rồi bắt cóc ông tiến sĩ đi ra em tục chứ. Và là chạy tới giờ chạy rồi. Giờ chúng ta phải chở cái ông này cho tới Golden Pass. Chắc là tụi nó sẽ hành xử cái ông này ngay tại đó thôi. Mình kiểu như giống như phim gì ta, The Strange Border á. Kiểu như người vận chuyển nha, mình chỉ giải quyết công chuyện ở đây bằng bạo lực, xong rồi mình đem giao hàng nhân vật cần phải xử tới cái chỗ đó thôi. Như đó giống như trong phần 3 của The Strange Border. Và là Far Cry 4 Delivery. Cái gì vậy? Con gì vậy? Ôi. Mình vừa mới cán một con luôn rồi. Và là tội thiệt, ai biểu đứng dưới đường. Thú là vui. Mấy này là làm mình phân tâm thiệt luôn á. Mình đang cố gắng chạy tới cái chỗ đó càng nhanh càng tốt mà. Thì mấy cái này thì nó thật là cái đồ họa nhìn cũng rất là khả, cũng khá là thú vị. Thì nó là đẹp. Nhưng mình vừa mới cán mấy con bồ câu hay sao ta. Thì nhìn từ xa nữa, nó nhìn nó cũng rất là hấp dẫn. Rồi hình như chúng ta cũng gần tới rồi, đúng rồi. Tới địa bàn rồi. He's alive. You'd killed him, I wouldn't have blamed you. Yeah, I'm alive. Fucking taxi driver. Show him to his new home. Pull through that! Fucking savages! Let go! Wait, that's my cell phone. Ajay, that's my cell phone. It's in my back pocket. I need my cell phone, man! Ajay, please! Please, I need my cell phone! Get off me, you monkey fuckers! Ashley, baby, daddy's here! Thank you, Ajay. This is a good thing you've done here. We'll take care of Paul.
We've got the perfect spot for him. Mita, are you okay? Do you think this is easy? Being the first woman in the Golden Bath? The one pushing for change while everybody else talks behind your back about how you're destroying their heritage? I am every bit the fighter, the Kirati that they are, but they just see a woman. You're a smart man, Ajay, tell me. Am I the right person for this? Sabal, he's got all these supporters, and I just keep thinking, are they blind? Or am I just missing the point? No, indecision is for the weak. Okay. Remember that tea plantation? The poppies, they've been shipped to an old brick factory for processing. Sabal wants to destroy it. He's so sure of himself. And you want to capture it? Exactly. That's everything we need to plan for the future while he's stuck in the past. I say yes, he says no. But I'm hoping you will be the one to do the right thing. Thì bây giờ nó cho mình chọn hai nhiệm vụ giữa Amita với Sabon thì theo mình nghĩ là mình sẽ không đi với con nhỏ này nữa đâu. Mình sẽ làm nhiệm vụ thằng Sabon vậy. Thì mình thấy cái lý tưởng của thằng Sabon hay hơn so với con nhỏ này nhiều. Nhỏ này nó kiểu như nó giống Pagan Min quá. Sabal, Amita told me about the brick factory. And I bet she cried on your shoulder. Did she give you that sob story about being the first woman in the Golden Path? She's tried that with me. But she didn't fool you, did she, brother? This heroin is poison, pure and simple. Take out Noah's men and bring down the factory. End of story. Ok, và là bây giờ mình sẽ chấp nhận cái nhiệm vụ của thằng Sabon thay vì con nhỏ Amita. Thì các bạn chỉ cần đọc sơ qua, các bạn thấy rằng cái lý tưởng của con Amita nó nhìn nó rất là mâu thuẫn. Nó lại khá là giống với thằng Pagan Min, kiểu như là nhỏ đó là muốn giữ cho kiểu như giữ cái đám thuốc gì đó, drugs. Kiểu như hút cần xa này nọ để làm giàu cái khu này. Rồi nó cứ nói tối ngày là chuyện tương lai tại sao mình không nên làm. Còn thằng kia thì có thuộc loại kiểu như là người tốt, thanh niên nghiêm túc. Thì kiểu như là không nên chơi hút cần nó không tốt cho sức khỏe. Cho nên phải đốt hết rồi này nọ rồi kiểu như là chúng ta phải làm theo chính nghĩa, không nên giết người này nọ, không nên điều đó là chỉ tốn quân này nọ. Còn con nhỏ đó thì nó ngược lại nhiều, khá là nhiều thứ. Nó kiểu như nó hy sinh người khác để đạt được cái mục đích thôi, cho nên mình nghĩ mình sẽ không đi theo con nhỏ đó. Nhỏ đó cũng không phải là cái tiếp người mà mình cũng theo cái kiểu đó, mình không thích nó lắm. Cái lý tưởng của nó thì nhìn rất là vãi lìn, mặc dù là trong cái mấy cái mission đầu mình lại chọn nó. Kiểu như thấy gái mà, gái kêu gì làm nấy thôi. Và là vừa mới nhắc té luôn à. Mà nói chung thì giờ cũng giác ngộ ra rồi. Không tin tưởng được, nhỏ đó thì nó không có lập trường này nọ, vững chắc lắm, nhưng mà nó kiểu như nó nói chuyện không có rõ ràng, mình cũng không thể nào tin theo nó được. Hình như mình cũng gần tới cái checkpoint nó hiện lên luôn rồi nè. Ôi mình tưởng cái khu này có địch hay gì chứ ta. Wait, ở cái này hàng Golden Bat chứ không phải là địch. Hên quá. Are you the Havildar? Havildar, Sergeant, either one. It's an honor, son of Mahan. You see the smokestack? Cut the cable support and bring it down.
should create a nice hole to get you inside the facility. Cut how? Now that's the question, right? Let's save the explosive for this home now. Và cái nhiệm vụ của mình bây giờ là phải xâm nhập vào cái khu sản xuất gạch dành cho cái anh hùng bàn phím ném đá từ nhà. Sản xuất gạch số lượng lớn. Đây, như các bạn thấy là đây nhiều anh hùng rất là đang ở đây chuẩn bị gạch, có thể ném đá từ xa rồi tấn công từ nhà luôn. Rất là vãi liền. Ôi, vãi có vòi nữa. Khu này khu sản xuất gạch cho nên sao mà chả thấy cục gạch nữa vậy? Nhìn giống một cái thành trì hơn đó là khu sản xuất gạch á. Trước giờ mình chưa thấy khu sản xuất gạch nó như thế nào, nhưng mà nhìn cái khu này, ôi ngay này cũng có một thằng nãy mình quên spot, mình cũng chả rõ là, nhưng mà mình thấy nó cũng như khu hoang tàn hơn là vậy. Ok, tới giờ đột nhập vô rồi. Chuyển qua xài dao là chắc ăn nhất. Trước giờ như nãy giờ mình cũng đã thấy không, thì toàn xài dao thôi. Dao thì nó cũng khá là thú vị, kiểu như giết liền luôn mà chọn nó cũng cái kiểu của nó, animation cũng khá là bắt mắt. Ờ, để mình sửa từng thằng kiểu như làm style mà chờ dùng dao này nó khá là thú vị, mình chọi được. Nhưng mà chỉ mình đem tối đa được 3-4 cái gì đó mình cũng không nhớ nữa. Cái súng này mình đang nhâm thanh rồi chứ mình bắn nó sẽ không phát hiện ra mình ở đây đâu. Để mình sửa cái thằng ở đây, nãy nó đứng ở đây cái đã. Rồi nó tới chỗ mình, nó tới chỗ mình. Ôi. Ủa sao mình chọi nó cái nó nổ banh luôn vờ lờ vậy. Chắc là mấy tụi kia nó phát hiện rồi, chết rồi. Mình còn đúng hai cái thôi đó. Ăn bom đi. Dương đông kích tay. Rồi cái mấy cái quả bom này mình vừa mới bấm cái nó rút chốt ra liền, kiểu như mình không chọi là mình ăn hưởng hết luôn á. Nên mình xem tụi này có đứng ở đây nó bình bắn cái nào. Ăn bom đi. Ủa sao chọi nãy giờ mà vẫn không chết ta. Chỉ sợ tụi nó phát hiện ở đây thôi. Ôi, tụi nó thấy mình ở đây rồi. Tụi nó đang gọi reinforcement, chết bà rồi. Sao, cái quần này gun nữa sao? Ammo for shotgun nè. Destroy cable. Từ từ để mình bắn mấy cái thằng này cái nè. Tụi nó đông quá, mình không thể xử lý hết được. Ôi, ai biểu mấy chú này cứ khoái cầm Molotov chi giờ bắn cái nổ liền luôn. Mấy chú này kiểu như gà quá. Rồi reinforcement quân tiếp viện tới luôn rồi, chết rồi. Cái tên này bắn cụ bắp á, kiểu như vừa mới chạy ra mình bắn cho vậy phải là chết luôn. Có gì không ta, chúng ta phải kiểu như kiểm soát người đó thì mới kiểu như có dư tiền dư giả này nọ mới bán được. Thế coi vừa nghe đây có một thằng, tụi này nó cũng ra khá là bất ngờ cho mình, nhưng nó cũng không chở kịp tay. Với lại nãy nó gọi còn thêm ôi đi đâu vậy, đi đâu vậy, nó còn gọi thêm cái quân tiếp viện khá là đông. Mình nghĩ là mình phải xử xong hết rồi mình mới làm cái nhiệm vụ đang hiện lên kia kìa, tứ phía luôn. Và là cái gì vậy, thanh niên giờ này không có nghiêm túc gì hết. Ôi bắn vậy mà không chết, bắn gì mà vẫn còn nhẫn nhơ chạy đúng mới tục chứ. Ở đó mà bắn sao đông thế, đông vợ là tại sao ai bắn gì mà liên tục vậy. Ôi mỗi lần mình chạy là mình tính đâm thằng nào cái là đặc biệt nó chưởng lại cho một phát bay gần hết 2/3 cái máu. Ôi nói chung là cứ bắn hết luôn cho nó nhanh vậy, mình cứ lúc đầu mình cũng sợ tốn đạn thôi, nhưng mà nhiều lúc mình tính chạy lại đâm chục đó vừa mới nói xong, tức là mình đâm cho nó một phát cho nó lại chích cho một, nó đập cho mình một phát là mình lăn đùng luôn, mình té trước nữa chứ phải là nó té trước mình. Ôi sao có cái cây xe ở đây nè. Ôi nó kêu thêm xe nữa chứ. Cái này mà có RPG là bắn hơi bị đã. Cable là cái này phải ta. Giờ chúng ta làm sao nó phá được đây. Giờ nó cứng bắn chắc gì nó ra ta. Giờ làm gì đây ta. Dùng dao hay bom hay gì ta. Mình cũng chả rõ nữa. Không biết nó đứt được cái sợi dây không ta. Mình cũng không biết nữa. Mình cứ để đó đi để mình xử mấy thằng kia cái đã. Giờ nãy vừa có một thằng đi ngay đâu mất tiêu ta, một cái xe. Giờ mình cũng chả biết làm sao cho sợi dây này nó đứt nữa ta. Đứt đi ba, đứt giùm con đi ba, đứt giùm đi, đứt giùm đi. Đạn bắn gì mà không đứt, gọi là
bắn vô sợi dây mà nó không đứt sợi dây ta. Ui, đá. Cứ mình nghĩ là mình đá vào cái gốc cây này chắc là sẽ vỡ cái gốc cây này ra. Đá mạnh lên. Ôi, công nhận mình đoán đúng hay thiệt. Rồi mình biết cách rồi, mình biết cách rồi, nhưng mà vấn đề là tụi nó đang giết theo mình đây à. Còn cái ở đây nữa. Để mình đá cho nó tiện luôn cho rồi. Quá hay. Chúng ta còn khoảng 3 cái nữa. Ok. Ủa có con voi ngay đây nè. Mình sợ con voi nó đứng yên thì mình phải chọc nó ta. Cho vậy con voi nó mới đánh được tụi kia được. Nói chung là giờ có cái gì á đánh được á là cứ dùng hết chiêu võ thuật vào đây. Ủa ngay đây có gì đây? Rảnh quá, cũng không có thời gian để đọc nữa. Ra, vỡ đi cứ đúng rồi. Còn hai cái nữa, nhanh lên nào. Ôi, có thằng Golden Bat ngay đây luôn nè. Nó bắn gì rồi? Để mình đi cái cây bộ rồi đó. Này thì nhìn. Ôi, sao tôi buông tiếp viện đâu ra một lắm thế. Cứ vài lúc mà có một cái chiếc khác nữa nó lại tới. Rồi bắn bố mày. Bắn xong rồi bỏ chạy luôn rồi. Và là cái này như cái cuối cùng nha các bạn. Ra đi. Đúng rồi, đủ 5 cái luôn rồi. Destroy the Kimni. Kimni là cái quần què gì vậy? Cái gì? Phải đạp nát cái đống này hả? Nguyên cái cột bự vậy vậy hả? Rồi lơ, đạp tới khi nào? Trời, cái này biết đạp tới khi nào mới xong. Đạp què chân luôn á ba. Nguyên cái cột to đùng to hơn cái người nó mà đạp khi nào nó vỡ. Vỡ liền. Cầu mong cái chỗ này nó vỡ sẵn rồi thì may ra chứ. Đạp khi này là biết khi nào nó mới xong được. Mà đỡ cái thì cuối cùng cũng đạp xong. Đạp muốn gãy cái giò luôn thì nó mới sập được cái trụ đó. Mày này ăn mặc nhìn cũng ngầu quá ha. Destroy the Kimni. Giờ chúng ta phải đi vô cái trong cái The Lab, cái khu thí nghiệm trong đây. Không biết là nó chứa cái giống gì trong đây nữa. Để mình khám phá đã. Nghĩ chắc nó cũng chơi hàng gì trong đây thôi. Đốt hết thì càng tốt. Mình không nghĩ là đây là một cái hoặc là sản xuất gạch đâu, sản xuất gạch gì đâu có cần thiết phải sử dụng vệ sĩ hoặc là mấy thằng khùng nhiều tính mức như vậy. Plant explosive, rồi hiểu luôn, chúng ta phải cài một số thuốc nổ vô kiểu như C4 hay gì đó để phá hết chỗ này đi. Đúng rồi, tụi này nó chơi thuốc trong đây rồi chứ không có gì hết á, kiểu như pagan min á, chơi cỡ ma túy cần sa hay gì đó đó trồng lại xong mình đem đi bán. Mấy nó kiểu như là làm chùm trên đây rồi. Boss này nọ rồi. Gặp ai cản đường là láng thôi chứ sao vậy. Ôi, cái cây đó là cái cây cuối cùng của mình nè. Đặt bom nè. Một cái. Hai cái nữa là xong. Nhanh lên nào, nhanh lên. Ôi, bên ngoài thấy đứng trong bên đây mà thấy còn ở bên ngoài con voi luôn, nó ghê chứ. Ở đó mà nhìn. Chú không biết chứ là tôi, người tôi là có mình đồng da sắc nha.
Ok, và đây là cái quả C4 cuối cùng. Đặt lên nào, nhanh. Chúng ta phải giải quyết cái chỗ này, chạy ra khỏi cái chỗ này. Ok, bọn ngay đây có cái hạ đường vô luôn xem cho nó dễ ta. Thì mình ra chỗ kia mình cho nó ăn bom cái nè. 1, 2, 3. So epic. Quá hay, quá đẹp, quá chuẩn. Yeah? Son of Mohan Gale, Golden Path founder, shot dead. Raised by your mother stateside, now back in Kirak to fulfill her final wish. Who is this? You can find that out after you help me land my bird at the airport. And why would I want to do that? You're in this to fight the good fight and shoot bad guys, not play 20 questions. The sooner you help me, the sooner you can get back to invoking stand your ground laws on foreign soil. Besides, I have intel for you. Hello? Are you still there? Ah, great. The airport. Good. I did a flyby earlier and spotted some snipers. Clear them out. And remember, we have a common enemy. Taking out Pagan's men will make it easier to secure the airport for your Golden Path comrades. Vâng, sau khi giờ mình tới cái nhiệm vụ gọi là giải cứu Willis thì nhiệm vụ này là mình phải trước hết là phải hạ hết sniper ra rồi mới có thể là kiểu như đột nhập vô rồi tấn công tụi này. Có lẽ đây là một cái nhiệm vụ khó đó, nên mình đi tiêu diệt cái sniper ra. Nãy mình mới spot được mấy thằng này ngay đây, mấy thằng luôn. Một thằng trên cái chỗ này là thằng tốt, thằng kia là thêm thằng ấy. Ôi cái gì dính lửa nữa chứ, hết hồn. Nghĩa là mình chơi chọi dao đi cho nó an toàn. Mỗi lần mình làm em có đem có mỗi một con dao à. Ô lộn, tới 3 con dao được, nhưng mà mình chọi á thì tùy lúc lắm. Mình nghĩ mà không nên trèo lên trên để lấy con dao lại, tại vì mình sợ là tụi nó thấy. Rồi, như đây có hai thằng, một thằng trên nóc tốt đằng kia, nãy mình không có spot, mình không thấy nó được. Rồi, một thằng ngay kia. Rồi là mình đi đường vòng ngay trong khúc này đi, chứ đi đường kia thì nó vô đường chính quá, sợ tụi này nó phát hiện giữa chừng thì mình chạy không có kịp. Chứ là mình mấy cái mission như vậy là mình buộc mình phải stay 100% chứ không thể nào đi kiểu như Rambo vào được. Có các nhiệm vụ thì bạn còn Rambo được, chứ nhiệm vụ như thế này thì kiểu như nhân vật chính nó sẽ chạy nó luôn, hoặc là làm cái gì đó mình cũng chả rõ nữa. Mình tưởng là ngay khúc đằng kia nó không thấy mình đâu, để mình sửa thằng sniper cái đã. Sniper ở đây. Này thì đứng ngắm nè. Chúng ta phải làm mọi thứ trong im lặng, không để ai phát hiện. Có thằng sniper tốt bên kia nữa kìa, mà mình không rõ là nó thấy mình ở đây không. Nhưng mình mong là nó không thấy. Có thằng ai nữa. Đứng đột ra không biết đã làm cái gì nữa ta. Này thì đứng đột ra. Ngồi ra cứ như không biết gì nữa sẽ ra. Để mình đi xuống cái đã. Sợ kẹt gặp cái thằng kia thôi. Xuống chỗ này cho nó an toàn vậy. Mình lẻn ra khu kia thì chắc tụi thằng đang đi nó sẽ không thấy mình ở đây đâu. Ok, coi chừng nó chạy ra, Ôi, ngay đây có một thằng. Hai thằng luôn chứ một thằng nữa. Mình nghĩ chúng ta không nên tấn công tại vì nó có tới hai đứa lận. Để mình xử lý nốt cái thằng bên trái luôn cho nó đảm bảo loại trừ mọi hiểm họa có thể xảy ra. Thằng này có vậy chứ không, chúng ta không nên bỏ sót mấy thằng này. Ok, quá đẹp. Gục luôn rồi. Rồi chúng ta xử lý tiếp mấy thằng sniper, chúng ta xử được hai thằng sniper rồi. Còn một thằng phía trên ngay đây nữa, để mình xử cái thằng này trước đã. Thì cứ làm, chúng ta phải làm từ từ, chúng ta phải làm kỹ kỹ thì chúng ta mới thể qua được mấy cái này. Chứ thì tụi nó tranh khá là gắt, với lại dễ rất là dễ bị phát hiện, mỗi lần phát hiện rất là dễ bị chơi lại. Ok, để mình canh cái thằng này, nó không có ai á, nó quay hướng khác đi rồi để chờ đằng sau lưng đó. Ok, nó di chuyển. Sợ cái thằng sniper tốt bên kia nó nhìn thấy mình thôi chứ không có gì hết á. Quá hay, mỗi lần chọi nghe mong là chết liền luôn. Còn chúng ta còn 3 thằng sniper nữa. Trong bên đây mình spot được có 2 thằng, 1 thằng ở đây. Ê, đằng kia có thằng nữa kìa.
Hèn chi mình nãy mình spot được 5 thằng sniper mà mình nhìn ra nó lại còn thấy có 2 thằng à. Có 2 thằng mà còn thiếu một thằng là spot thêm rồi. Ok, giờ mình sẽ phải đi đường vòng cho tụi nó không thấy rồi qua đó tấn công từng thằng nữa là xong. Ok. Đi đường vòng. Cái chỗ này nó bị kẹt rồi hay gì á. Đá rất là khó lên. Còn cái đường này là một phát là như nó lên tới ngay cái giữa đường rồi, dễ phát hiện lắm. Cho nên mình đi khúc sâu đi. Chỗ này chứ sao thì cũng có đường lên thôi mà, có gì đâu. Tiếp theo, đúng rồi, ngay cái chỗ mà nãy mình vừa xuất sát vừa đi lên luôn á. Ở cái chỗ này nè. Rồi lúc vừa mới đi ban đầu là ra ngay chỗ này. Ok. Giờ chúng ta lên rồi chúng ta xử lý cái thằng bên ngay đây cái đó trước đã. Có thằng đứng canh ngay đây, chúng ta phải cẩn thận. Mình chỉ sợ nó thấy giữa chừng thôi chứ không gì hết á. Nó ló cái đầu ra rồi. Giao. Chuẩn bị. Rồi nó vẫn không thấy mình ở đây. Một phát quá đẹp, một phát chọn ngay đầu luôn, headshot. Ok, chúng ta đã chọn xong rồi, throwing knife. Ôi, ngay kia có một hai thằng gì đó. Chắc tụi nó như là đứng canh cổng hay gì đó. Chắc tụi nó sẽ không để ý ngay khúc này đâu. Nhưng mà chắc là mình trước sau mình cũng phải tiêu diệt mấy thằng ở ngoài luôn để bại trừ hiểm họa. Mặc dù là mình xài giảm thanh rồi đó, nhưng mình cũng chả dám bắn nữa, sợ tụi nó kích động là tụi nó thấy nữa. Chọi dao thì nó an toàn nhất. Im ắng mà xử lý nhanh gọn lẹ, không gây ra tiếng động luôn. Cung cũng được. Ok, còn hình như là cái thằng đây là cái thằng cuối cùng rồi nha các bạn. Ôi, mỗi lần mình đi nhanh hoặc đứng lên là bị phát hiện lắm. Sniper. Ôi, mém nữa nó thấy mình rồi. Thôi nói nãy mình chọn dao kịp thời chứ không nó thấy mình luôn rồi đó. Ok, chúng ta đi giết xong 6 thằng. Bây giờ mình phải quay trở lại cái khu mà Radio Control Tower. Nhưng ngay đây có hai thằng để mình xử lý luôn, hai thằng này cho nó đảm bảo kiểu như lát lỡ mà có reinforcement hay gì đó thì may ra thì mình còn có thời gian mà nó mới được chạy. Rồi, hồi nó tại cái này mình sử dụng nhằm giảm thanh cho nên khúc kia nó sẽ không thấy đâu. Ok, chúng ta tốt rồi, đi thôi. Cái chỗ control đó thì nó ngay cái phòng ngay đây chắc ngay đó. Để mình đi lên cầu thang ngay kia. Có hai cầu thang nhưng mà cái cầu thang đây thì nó lên ngay cái phòng đó luôn. Ok, phải chúng ta phải lên chơi luôn mới chơi chứ. Ôi, có cái súng ngắm luôn à. Ôi, nhìn giống cây Barrett vậy. What kind of signal? When I say Reaganomics, open fire and don't stop till all the bad guys are gone. Reaganomics? Okay. I'm gonna keep this channel open, but stay quiet. I don't need any distractions. This guy could be a little jumpy. Got it? Got it. Good. Here we go. Got the goods right here, just like you asked for. Change of plans. What's that now? I said change of plans. Yuma wants me to bring you in. You kidding me? You can't do that. We had a deal. You and your plane aren't going anywhere. I'm taking you to Yuma. Well, let's try to work something out, okay? There's nothing to work out here, buddy. Where I come from, a deal's a deal. You can't just change things up. It's un-American. I've had enough of this.
Are you familiar with Reaganomics? It was a sound policy that ensured the fiscal future of the United States. Yuma said to bring you in, but he didn't say I had to bring you in alive. I said Reaganomics. Ok, nó vừa mới ra cái dấu hiệu cho mình là mình phải bắn liền luôn á. I say Reaganomics. Gọi là... hai thằng này đâu ra vậy? Tụi mình tưởng khúc này hết người rồi chứ. Nãy giờ mình lấy đi tới đâu luôn mà tụi nó đứng ở đâu, tại sao mình không thấy ta? Giờ nó còn chạy ra nữa chứ, mới ghê chứ. Này thì đứng bắn nè. Cái cây này mình cũng chả biết nó thuộc loại gì nhưng mà... Ê, chết bà. Mình làm rỡ làm rớt ở dưới rồi. Ôi, gần mém mới gần hết máu. Để hồi máu đã. Nãy tự nhiên vô tình làm rớt cái súng. Bấm lộn nó, cái nó giục cái súng này đi, cái nó lụm cái súng hay. Cây này ngon nữa chứ, mình nghĩ không phải là cây Barrett đâu các bạn ạ. Nhưng cái đầu nó khá là giống. Bắn rất là kinh. Quá hay. Tuy nhiên vấn đề là mình bắn cho nên cũng chả biết tại sao tụi nó không phát hiện ra mình. Cái cây này đâu có giảm thanh này nọ đâu. Tiếng nó khá là to là đằng khác nữa. Tụi nó cứ di chuyển cũng khá là khó bắn á. Ok. Willis, thành mẫu của Willis chúng ta phải để ý. Bắn ai càng nhanh càng sớm để không thằng này nó không có mất máu. Nó mất máu nhiều là nhiệm vụ có thể mình phải làm lại. Ok, còn ai nữa không ta ra luôn đi. Ôi, vừa mới nói xong coi thằng bước ra và là đúng tỉnh luôn. Rồi, để xem, hình như hết luôn rồi, nó sao ta. Ôi, có người nhện vừa mới bay xuống và là... Cái gì vậy? Ui, chữ thăng. Nãy giờ là mình phải chạy tới chạy lui, mà để ý, phải để ý cái trực thăng này nữa. Mình cũng chả rõ nữa, nó cứ bay lượn trên đầu mình, nó mới kêu là mình phải bảo vệ cái khu airport này. Thì thật sự là mình không biết làm sao, mình trước tới là mình phải hạ cái máy quay trực thăng này. Nhưng mà thật sự là mình không có đem theo RPG hay cái gì nổ được. Nếu mà có RPG thì mọi chuyện nó sẽ nhanh hơn tí. Bây giờ là mình cũng chả biết bắn sao cho nó sập nữa. Cho nên nghĩa là mình đã nã đạn cái, tại vì mình thấy nó xịt khói rồi kìa. Nên cứ nã đạn chứ khi nào mà nó chết thôi chứ sao vậy. Tiếp nè. Hết đạn, nhìn nào, đang lại, nhanh. Cái đó nó phát khói, nó bốc khói rồi, mình nghĩ là nó có vấn đề rồi. Ui, nó nổ. Quá hay, mình nghĩ đúng rồi đó, quá hay, ok. Ui, đâu ra cái gì vậy? Sniper. Đâu ra gì mà một đống hay vậy? Rồi, mình bắn hay quá. Rồi, bye, cái sniper. Ui, chạy đâu vậy? Chạy, ôi. Má, không tin là bắn hụt luôn á. Ôi, cái gì vậy? Ôi, cái gì kinh vậy? Ôi, cái nó thả cái gì nhìn như cái như bom hạt nhân ấy. Một phát gần hết máu luôn. Và là... hết, nó thả cái gì ghê vậy? Còn lá thường đùng kinh thiệt. Còn này không ta? Wow, tụi nó phát hiện ra mình rồi, thì mình phải chạy thôi. Tụi nó đông đông quá. Mà phải công nhận là một chấp cái chục đứa gì chả khác gì Rambo. Máu thì mình thì dai lắm, nhưng gặp tụi này thì nó máu nó cứ sao bình thường thôi. Trong khi mình bị bắn cái chục phát cũng đéo sao nữa. Nó khá là bựa. Quên, tự nhiên hết đạn giữa chân người ba. Giữa cái mình nè. Để mình vô đây mình hồi máu rồi nè. Hết máu rồi, tụi này nó bắn rác quá. Cứ mỗi lần về mình chỉ hồi được có một cái máu, chứ là mình phải up thêm skill này nọ. Để kiểu như mình lỡ mình có xài nó hồi lọt nhiều hơn nhiều. Chứ kiểu này thì nó hơi thốn. Nhất là tự nhiên hôm bữa đi đường. Vừa đi đường bị ba con chó sói dí theo, dí xong cái nó cắn chết tại chỗ luôn. Thế tin được. Nó chết nhảm nhất mà từng thấy trong tựa game này hả. Là đang đi bị ba con chó sói cắn tới chết luôn. Quay. Đi cơ mình. Rồi, hết máu. Chạy. Hồi máu. Vừa mới hồi máu xong là hết nhiệm vụ luôn. Ôi, vãi nhìn ngón tay nó kìa. Bởi thiệt, chỉ cần bẻ ngón tay là xong.
25 years, and I still can't figure out if that smell is bad sanitation or just the abject loss of hope. I don't smell anything. Won't keeping up with that facade anymore. So who are you? Well, look at you. American on the inside and useful on the outside. You're the perfect wolf in sheep herder's clothing. Way better than the SoCal douchebag I had to babysit at my last stop. You're both patriots, though. Both the type that'll put your hand over your gosh darn heart when you hear the Star-Spangled Banner at a 4th of July ball game. Useful on the outside. I work for Langley, Agent Willis Huntley. Langley, as in CIA. Everything you need to know about who killed your father is in that file. What file? The one in the plane that's about to take off. Shit. Hey, you're gonna need this. Mọi thứ mà mình cần biết á, về cái cha của mình á, là nó nằm trong cái máy bay đó, mình phải dí theo thôi. Nhanh, nó bay mất mẹ, bây giờ mình cũng chả biết nữa. Cái thằng đó là một thằng CIA. Nó là kêu là cái máy bay này có vấn đề là mình phải dí theo thôi, chứ không dí kịp nó sẽ bay mất tiêu. Ok, nhanh nào. Chase the plane vừa mới nói xong là phải dí rồi á. Ok, quá đã. Rồi vấn đề làm sao mình tới cái chỗ máy bay đó đây. À, thế mình nghĩ là chắc mình bay luôn á. Bay, quẩy lên. What the hell? AJ, I take it you have the file. Yeah, and it doesn't tell me shit. Mấy thằng này nó hành động như là boss vậy. Nhảy lên chỗ quả bom xong rớt xuống kìa. It doesn't tell me shit. Là boss. Tập 5 tới đây là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem qua.